Bạch Công Khanh bảnh bao diện vét, phan cậu Hai Lương chuẩn bị đi rước chị Nem đúng không? Cậu Hai Lương, Bạch Công Khanh thoát khỏi đồ lụa đổ màu, diện đồ vét bảnh bao khiến fan gục ngã. Có lẽ khán giả xem phim truyền hình đã quen mắt với cậu Hai Lương, con của ông bà Phú Hộ trong phim Duyên Kiếp. Mặc đồ lụa đủ màu, vì thế mà quên mất sau khi thoát vai, cậu Hai Lương Bạch Công Khanh diện đồ vét khiến người hâm mộ phải thốt lên quá bảnh. Hình ảnh diện vét trắng của Bạch Công Khanh đã được đăng trên fanpage với chú thích: cậu Hai Lương phiên bản 2022 đi hỏi vợ. Bài đăng này nhận được nhiều bình luận cảm xúc từ người hâm mộ. Tôi xỉu cậu ơi, nam thần áo trắng Bạch Công Khanh, cậu đẹp quá. Chú rể này quá lãng tử, chú rể mùa xuân nè, đẹp trai quá cậu hai ạ. À, cậu hai đóng nhập vai khờ mà ngoài đời nhìn bén ngót. Nam em từng khen Bạch Công Khanh là mẫu người đàn ông lý tưởng, vừa có vẻ bề ngoài vừa hài hước trong một game show. Từ đó khiến những người hâm mộ thuộc team đẩy thuyền đứng ngồi không yên mà nhiệt tình mạnh mẽ đẩy chiếc thuyền mang tên Nem Chả. Lý do không chỉ từ những lời mỹ nữ chia sẻ mà còn từ những khoảnh khắc tình tứ ngọt ngào trên sân khấu khi diễn làm fan không ngừng cảm thán đẹp đôi quá. Bởi vậy, khi thấy hình ảnh bạch mã hoàng tử này, fan liền không ngừng réo hỏi: cậu Hai Lương đi rước chị Nem đúng không? Dù là cậu Hai Lương khờ khạo ngây ngô mặc đồ lụa trong phim Duyên Kiếp hay là Bạch Công Khanh diện vét, không những chỉ các bộ trang phục anh diện khiến vẻ bề ngoài cuốn hút, anh còn luôn dành sự yêu quý và ủng hộ từ người hâm mộ bởi thực lực tự thân. Dù vậy, hầu hết cộng đồng mạng phải công nhận rằng Bạch Công Khanh diện đồ vét thật là hết chuyện để nói. Còn bạn nghĩ sao về Bạch Công Khanh và Nam Em? Hãy để lại ý kiến ở một bình luận nhé. Và bạn đừng quên ủng hộ Nam Em và Bạch Công Khanh trong con đường nghệ thuật sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.